Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào bà con nha. Chào mừng bà con đã quay trở lại với video tiếp theo của Lê Trung nha. Thì đầu video cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý bà con của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an nha bà con. Đặc biệt là Lê Trung cũng xin phép kính chúc bà con mình có một vụ mùa sắp tới đây trúng mùa được giá. Đó, thì hôm nay cũng là mùng 6 Tết rồi bà con ơi, chắc thì bà con mình cũng đã ăn Tết đồ cũng vui vẻ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với công việc ruộng nương nha. Thì như trước mắt bà con mình đang thấy ở đây thì đây là cái trà lúa OM5401 của Lê Trung đây. Thì hôm bữa Lê Trung có chia sẻ với bà con mình một cái video mà trước Tết đó, Lê Trung có quay cho bà con mình hồi lúc 5 giờ mấy 6 giờ sáng gì đó. Thì bà con mình xem thì bà con mình bảo là lúa của Lê Trung nó hơi dư lá. Đó. Hơi dư lá. Thì Lê Trung không phải là bào chữa cái trà lúa của mình, nhưng mà thì cái dắt sớm mà gặp lúa mình ở trong giai đoạn là gần rước đồng thì lá lúa nó cũng đã dài rồi, gặp thời tiết lúc đó thì sương mù nó rất là nặng. Đó. Thì cái lúa nó bắt buộc thì nó phải cũng hơi đơ đơ lá xuống rồi bà con. Đó. Nhưng mà hiện tại thì lúa của Lê Trung đây, ở đây thì hiện tại là hôm nay là 42 ngày rồi. Thì Lê Trung cũng mới bón phân rước đồng ngày hôm qua. Thì ở trên cái video này thì Lê Trung cũng muốn chia sẻ với quý bà con của mình về cái tình hình mũi hành và cái tình hình là lúa chúng ta năm nay nó có đồng như thế nào, để cho bà con mình tham khảo, có cái xác định chính xác nhất để bà con mình bón phân đấu đồng để mang lại cái hiệu quả và cái năng suất tốt nhất nha bà con. Đó, thì năm nay cái thứ nhất do cái thời tiết nó cũng khá là lạnh, thì lúa của chúng ta tất cả những loại lúa nào cũng vậy bà con, nó sẽ có cái đồng nó trễ hơn, có đồng trễ hơn tầm khoảng 3 cho tới 4 ngày đó bà con. Đó, như cái trà lúa của em 5451 thì mỗi năm thì Lê Trung ta xác định nó là nó có đồng rơi vào tầm khoảng là từ 38 ngày. Nhưng mà năm nay thì đối với cái trà lúa của Lê Trung này thì khoảng 41 42 ngày nó mới có đồng. Thì Lê Trung cũng đã rước đồng ngày hôm qua rồi. Thì buổi chiều bà con mình xem thấy lúa nó cũng hơi vàng ha con ha. Thì cái diện tích đất ở đây của Lê Trung á tổng cộng hết là 7 công nha con, 7 công 7.000 mét vuông. Thì Lê Trung xài hai thứ giống. Do cái tình trạng là Lê Trung làm cái đám 5451 này nè, để vụ hè thu Lê Trung lấy giống lại mà Lê Trung xạ cho toàn bộ cái diện tích đất của Lê Trung ở cái vụ hè thu luôn. Đó, còn cái đám ngoài kia thì Lê Trung xạ cái đài thâm 8. Thì cái đài thâm 8 năm nay nó cũng có đồng rất là trễ nha bà con, khoảng 42 ngày đó. Mỗi năm thì khoảng 38-40 ngày thôi. Năm nay thì Lê Trung thấy nó trễ hơn tầm khoảng 2-3 ngày. Thì Lê Trung cũng bón phân rước đồng ngày hôm qua luôn rồi, tại bón cái đám này rồi bón luôn. Thì trước tiên thì Lê Trung chia sẻ cho bà con mình cái màu lúa ha, rồi cái thời gian. Đó, rồi còn cái thứ hai nữa thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ thêm về cái số lượng phân mà hôm nay mà Lê Trung đã sử dụng cho cái cử này. Rồi sau nữa thì Lê Trung sẽ chia sẻ cho bà con mình một số cái hình ảnh về cái cây lúa trong giai đoạn này của Lê Trung ha. Đó. Thì cái đầu tiên mà Lê Trung muốn chia sẻ về cái màu lúa thì Lê Trung đã chia sẻ cho bà con mình rồi ha. Đó. Giờ thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ cái loại phân. Thì ở cái giai đoạn này Lê Trung bón ngày hôm qua thì Lê Trung không có bón luôn cái phân DAP luôn nha bà con. Lê Trung chỉ sử dụng cái phân ure và cái phân kali thôi. 7 công này thì Lê Trung sử dụng 50kg ure, 50kg kali. Lê Trung bón cho 7 công 7.000 mét vuông. Đây, mấy ngoài này là cái đài thâm 8 nè. Còn cái giạc mấy bên đây thì người ta xả cái 504. 504 thì nó cũng có đồng trễ, nó rơi vào tầm khoảng 37-38 ngày. Đó. Cái số lượng phân thì Lê Trung bón cử, bón phân đón độc lần 1 này thì Lê Trung bón 7 công này tầm khoảng 100kg đó bà con. Lê Trung bón hơi ít là do Lê Trung thấy cái lúa này nó phát triển cũng
cũng tương đối. Với lại thì Lê Trung bón còn bón một cử nữa, khoảng 6 ngày nữa Lê Trung lại tiếp tục bón thêm rước đồng thêm một cử thôi, cử hai nữa. Cho nên là ở cử này Lê Trung cũng bón như vậy thôi, một công nó tầm khoảng mười mấy ký thôi, 12-13 ký gì đó. Như bà con mình nhìn thấy thì như ở cái video mà trước Tết thì chúng có chia sẻ với bà con mình đó, thì lá lúa bà con mình nó hơi dư, bệnh hoạn đồ nhiều. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ chúng ta phun thuốc làm sao cho nó đúng cái thời điểm thì nó sẽ ngăn che đứng lại thôi. Cái tình hạn mũi hành thì theo như hiện tại lúa Lê Trung ở đây nó 40 mấy ngày rồi, 42 ngày rồi, thì Lê Trung thấy nó cũng mũi hành nó cũng ít nha con, cũng có nhưng mà nó ít nha con, nó chiếm khoảng là 5% thôi, 5-10% thôi. Nè, như bà con mình thấy nè ha, nè ở đây nè khoảng 5-10%. Sau đục thân thì Lê Trung thấy cũng có nhưng mà sương sương một hai bụi thôi, không có nhiều. Cái mũi hành thì nó bị cái giạt, nó bị cái con nè. Đây nè, bị nè. Khoảng cỡ 5-10% nó bị cái con là nhiều. Nó bị cái con nhiều mà. Năm nay cái tình hình thì Lê Trung thấy cái giá lúa nó rất là cao luôn, nhưng mà không biết là khi mà rổ đồng ra thì cái giá nó còn được như vậy hay không. Nếu được như vậy thì bà con mình cũng rất là mừng, bà con mình cũng rất là khỏe. Giá được như vậy thì cái lợi nhuận bà con mình cũng khá đó. Còn bên đây là cái đài thâm tám nè. Đài thâm tám này thì cái trà lúa này hôm rồi Lê Trung xả cũng hơi thưa, bà con mình thấy cây lúa ha, nó cũng tương đối ha, chứ cũng không đến nỗi là nó nhỏ lắm đâu. Nó cũng bà con mình nhìn thấy cũng to. Thì chắc là tầm khoảng 3 ngày nữa thì Lê Trung lại tiếp tục phun một cử thuốc để phòng ngừa đậu ôn cho cái trà lúa đài 28 các bạn. Thì còn cái 54-51 thì chắc Lê Trung không có phun, Lê Trung đợi cho nó có đồng lên Lê Trung mới phun. Còn ở đây là đài 28 của ba mẹ Lê Trung đây, nó cũng tương đối, nó cũng nhìn buổi chiều xuống thì nó những nhìn lúa nó cũng hơi vàng vàng rồi. Như thế này là lúa chúng ta nó đang bắt đầu là chuyển hóa sang là có đồng rồi. Thì sẵn đây Lê Trung cũng xin phép nhắc lại luôn cái cách mà để chúng ta nhận biết ha. Thì trước tiên á là khi mà bà con mình đi thăm ruộng đó, bà con mình thấy có những cái lá lúa mà nó thắt cái eo là như thế này nè. Cái máy Lê Trung lấy nét không có được. Cái lá lúa nó thắt eo lại, nó có cái chớp nó thắt eo như cái lá lúa này nè đó, bà con mình nhìn thấy nó sẽ nghe cái lá lúa ở mấy trong này đây nè, nó có thắt cái eo lại đó. Thì là cái lúa mà nó bắt đầu nó chuyển qua cái giai đoạn này nè, nó thắt lại cái eo ngay chỗ này, bà con mình thấy nó thắt lại ngay cái đầu ngón tay của Lê Trung nè, nó thắt cái eo lại ngay chỗ này. Đó là chúng ta đã biết là trên lúa chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị là nó chuyển qua giai đoạn là nó phân quả đồng rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa thì bà con mình nếu muốn xác định rõ hơn thì bà con mình xé cái lúa ra. Đó, lúa cái đồng mà của chúng ta mà nó lên được tầm khoảng có 1 ly là bà con mình bắt đầu là bà con mình rải được rồi. Rải đón đồng được. Thì trên cái trà lúa 54-51 này thì Lê Trung cũng đã có phun nhẹ một cái cử phòng ngừa bệnh đậu ôn lá rồi. Còn cái đài 28 rồi đó là Lê Trung cũng ngừa hai cử đậu ôn lá rồi. Cho nên là hiện tại thì cái lúa thì cũng tương đối, nó không có bệnh hoạn hết đó bà con ha. Giờ chỉ chúng ta chỉ chờ cái giai đoạn nó có đồng, chúng ta thúc đồng cái nữa thôi. Tầm 2 ngày nữa thì Lê Trung bắt đầu sẽ Lê Trung sẽ 2 ngày hoặc 3 ngày nữa Lê Trung sẽ phun một cử thứ nhất là mình sẽ ngừa cái sâu đục thân. Đó, cái thứ hai nữa thì mình sẽ ngừa cái độ ôm lá thôi. Ở cái giai đoạn này lúa chúng ta nó chưa có bắn cái lá đồng lên lúa, nhưng mà còn mình thấy trước mắt á thì cái màu lúa chúng ta nó rất là cứng, lá lúa nó đã già rồi. Đó thì cả cái giai đoạn này thì khi mà chúng ta thấy nó xuất hiện cái sâu cuốn lá chúng ta hả phun,
Nó chứ thường thì nó lá lúa nó vàng vậy nó ít có lắm. Khi mà lúa chúng ta nó bắt phân mạnh lại trở lại á. Đó, lá lúa chúng ta, lá đồng chúng ta nó phóng lên, nó non á, thì lúc đó là chúng ta mới ngừa. Đó, tại vì khi đó cái lá đồng chúng ta lên rất là non, rất là mướt, mà cái bộ lá đồng rất là quan trọng. Đó, vì vậy là chúng ta phải ở cái giai đoạn là chúng ta phải ngừa. Thứ nhất là sâu cuốn lá, sâu đục thân và cái bệnh đầu ông lá, để đảm bảo cái bộ lá đồng của chúng ta nó nó còn nguyên vẹn để mà nó thúc đẩy cái vào gạo nó nhanh. Cũng có một cái tin nhắn của bà con gửi về cho Lê Trung. Thì anh hỏi Lê Trung là ở cái giai đoạn bón phân đón đồng và cái cử lạc sẹt thì chúng ta sẽ có sử dụng cái MacoZ để mà bảo vệ cái bộ lá đồng, giúp cho cái bộ lá đồng nó xanh bền được hay không, sử dụng như vậy có tốt hay không. Thì em sẵn trong cái video này thì em cũng xin chia sẻ với anh luôn. Thì cái MacoZ anh có thể sử dụng trên tất cả các giai đoạn đó, nhưng mà chỉ có một cái là anh sử dụng nhiều thì nó hao tiền thôi. Chứ là cái MacoZ nó một cái dạng, nó có dạng là thuốc trị bệnh đó, cho nên là anh sử dụng đó, giai đoạn nào nó cũng tốt chứ nó không có làm hư lúa mình. Nhưng mà nó chỉ làm cho mình hao tiền thêm, tại vì mình sử dụng những cử chính thôi, còn những cái cử lúa nhỏ nhỏ như thế này thì mình cũng không cần phải sử dụng đó. Thì từ cái giai đoạn trổ lạc sẹt cho tới cử cuối á, đó là bà con mình sử dụng ba cái cử đó là được, là đã bảo vệ cái màu xanh của lá, cái bộ lá đài rất là tốt rồi, chứ không cần phải sử dụng ở cái giai đoạn 40-50 ngày này đâu. Thì ở cái giai đoạn này thì Lê Trung cũng có chia sẻ với bà con mình ở trên kênh một cái video mà của ông chú ở bên Vĩnh Lợi của Thằng Hưng á, thì sử dụng cái bơm lâu quơ để mà chú kích đồng đó. Thì bà con mình cũng có thể sử dụng cái cách đó để bà con mình kích đồng. Còn Lê Trung thì thường thì Lê Trung chỉ giải phân thôi đó. Hiện tại thì 40 ngày 42 ngày có đồng, có tim đèn thì Lê Trung phơm ở Lê Trung rải một cực bón phân đấu đồng một cử, rồi khoảng 5 ngày 6 ngày sau Lê Trung tiếp tục bón thêm một cử nữa, tầm khoảng 7 kg cho một công nữa. 7 kg cho một công một ngày em dùng nữa. Rồi Lê Trung không có phun thuốc dưỡng, và Lê Trung chỉ phun thuốc sâu với lại là thuốc ngừa đậu ông lá thôi đó. Rồi bắt đầu là khi mà lúa chúng ta nó ôm đồng mà nó no đồng rồi đó, thì bắt đầu lúc đó chúng ta mới phun thuốc để chúng ta dưỡng. Thứ nhất là dưỡng cho nó vô gạo nè, nó trổ thoát trổ nhanh nè đó. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta giúp cho cái lúa của mình sáng hạt. Từ cái giai đoạn mình ôm đồng trở đi thì Lê Trung mới bắt đầu sử dụng những cái dòng thuốc gọi là thuốc dưỡng đó bà con, thuốc phân bón lá, rồi những cái thuốc kích thích đó, để giúp lúa chúng ta vào gạo nhanh đó. Cái đám đại thanh tám của mẹ Lê Trung bên đây thì xã nó cũng tương đối nó dày, nhưng mà đi phân thì bà con mình thấy thì cây lúa nó cũng tương đối ha bà con ha. Đó. À, còn một cái vấn đề nữa thì bà con mình cũng đang hỏi Lê Trung, cũng tại do cũng Lê Trung cũng khá là bận đó, cho nên là Lê Trung cũng chưa có trả lời cho bà con. Thì bà con hỏi Lê Trung á, thì làm cách nào để cho một cái lúa chúng ta nó tụt lá chân tốt nè, như bà con mình thấy ha. Đây, cái lá chân nè, bắt đầu là hiện giờ nó đang tụt nè, nó đang bỏ lá chân nè. Đó. Đang bỏ lá chân xuống ha. Đó, thì cái mục đích là cái lúa chúng ta tụt lá chân sớm để làm gì? Thì nó tụt lá chân sớm thì nó sẽ giúp cho cái lúa chúng ta nó trống chân nè. Nó trống chân. Đó, và khi mà ở trên ruộng chúng ta nó có xuất hiện rầy. Ở đây như cũng có rầy nè bà con. Có bắt đầu có rầy nở rồi nè. Nó có xuất hiện rầy thì chúng ta sẽ phun rất là nhẹ nhàng. Nó trống chân. Gốc lúa nó trống thì chúng ta phun thuốc xuống thì nó sẽ rất là dễ, cái con rầy nó dễ trúng thuốc. Đây, hình như là Lê Trung thấy có rầy cám cũng khá là nhiều đó bà con ha. Cũng nhiều lắm bà con. Đó, thì chắc có lẽ là khoảng 2-3 ngày nữa Lê Trung phun thuốc, Lê Trung sẽ kèm theo cái thuốc rầy để Lê Trung phun luôn. Tại nó cũng có đã xuất hiện cái rầy nâu rồi. Nó còn một cái cách mà để bà con mình giúp cho cái lúa của mình nó tuột là lá chân tốt á, thì một là bà con mình phải xả nước sớm nè, tầm khoảng 2 mấy ngày là bà con mình xả nước đi. Đó, khi mà bón phân được hai xong tầm khoảng 4-5 ngày để cho lúa chúng ta bắt phân xong thì bà con mình xả nước ra. Đó, xả cho khô đất, cho cứng đất luôn. Đó. Còn cách thứ hai nữa thì bà con mình can thiệp vô bằng cái thuốc Validacin. Thì cái thuốc đó cũng rẻ thôi bà con. Cái thuốc đó là một dạng thuốc để mà ngừa bệnh đốm vằn. Cái bệnh đốm vằn. Đó, thì bà con mình can thiệp cái thuốc đó thì nó cũng tụt lá chân rất là nhanh. Cái dạng Validacin cũng tụt lá chân rất là nhanh.
Và cái thứ ba nữa thì bà con mình sử dụng cái thằng kali sớm á. Cái phân kali á, bà con mình sử dụng ở cái đợt 2 bà con mình sử dụng sớm á, thì nó cũng giúp cho cái lúa chúng ta nó tuột lá chân rất là ngon. Rồi thì cái video hôm nay thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ với bà con mình một số cái vấn đề vậy thôi. Như là cái vấn đề đầu tiên là cái thời gian mà chúng ta bón cái lúa chúng ta nó có đồng ở cái năm nay. Thì Lê Trung cũng xin phép nhắc lại thì do cái thời tiết lạnh bà con, năm nay cái lúa chúng ta nó có đồng cũng hơi trễ hơn mỗi năm. Để ăn tầm hợp tầm từ 2-3 cho 4 ngày. Đó, tầm có dạng về đó tùy theo loại là giống lúa. Và cái thứ hai nữa thì ở cái cử bón phân đồng này thường sử dụng những cái loại phân nào và cái số lượng như thế nào thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ lên cho bà con mình tham khảo luôn. Và cái thứ ba, cái vấn đề thứ ba mà bà con đang rất là quan tâm, nó là cái vấn đề mà giúp cho cái lúa chúng ta tụt lá chân, tụt lá ủ được tốt. Đó thì Lê Trung sẵn đây Lê Trung chia sẻ cho bà con mình luôn. Rồi thì một lần nữa thì Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho toàn thể quý bà con của mình có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều bình an, đặc biệt là có một vụ mùa thật thắng lợi nha bà con. Rồi nếu bà con mình thấy video của Lê Trung làm có ý nghĩa thì rất mong bà con mình hãy để lại cho Lê Trung xin một like cũng như một đăng ký ha, để Lê Trung có động lực chia sẻ cho bà con mình nhiều cách làm nó hữu ích hơn nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con mình ở video lần sau nha.